đi dạ dạ vậy đó hả? Bây giờ con lớn hết rồi hả? Rồi nó có phụ mẹ không? Năm đứa thì gả, còn vợ hết rồi. Thì gả chứ rồi nó nhỏ nuôi nó. Giờ nó có thì không? Có thì có thằng thứ ba nó nuôi. Thằng ba nuôi, còn mấy đứa kia là trốn hết. Đứa kia thì lâu lâu nó về nó cho ăn tiền. Còn cái chán ghê không? Còn đông là phải sướng đúng không? Đúng rồi. Còn đông nhiều người chỉ xích ra đây tí xíu đó, ok. Thì bị mông bên nào vậy? Bị đau, nãy đau bên nào vậy? Bên đó ha, ok. Rồi chị quay mặt qua đây rồi chị làm đi một xíu. Để xích ra một chút. Rồi, 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 rồi. Rồi. Chị đứng dậy đi. Bây giờ chị đi được rồi. Rồi. Dán tóc rồi cho nó đàng hoàng. Nha. Bây giờ đi rồi thẳng thốt ngon lành này để cho mọi người mừng coi. Giờ tay được. Thấy cái xương nó không bị cân. Giờ thì nó nhẹ. Rồi. Đi. Dơ mà đừng nắm tay thử coi được. Dơ đừng có nắm tay thử coi được. Dơ không? Lên. Lên. Rồi láng. Láng tập vậy đó nha. Rồi ok. Láng được rồi. Không, thì cứ láng là mạnh lên nữa. Mạnh lên. Mạnh đi. Úp. Rồi giỏi. Ok. Rồi cố gắng nha. Rồi được rồi. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853823. Để có trong tay đá Trườm Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858 800 2299 hoặc 0937 853823, Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652 0326811258.